Bàn của nó thì là được đục bằng gỗ rất là dày để đục ra được một bức tranh là trong phong thủy người ta quý giá nhất là thuận buồm xuôi gió. Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay công ty vừa xong được một bộ như ý chương liền bằng gỗ hương chân tay 12 được làm rất là kỹ do cán bộ công nhân viên vừa xong kê ở đây và từng từng các cái đường nét một thì bộ bàn ghế này được những người nghệ nhân làm theo phong thủy, chẳng hạn như là họ đã đục những cái bốn quý phát tài xuân hạ thu đông, mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông thì được những người nghệ nhân cho vào các cái đường nét đục. Và ở bên mỗi chương thì có hai con rơi cùng với lại các đồng tiền xếp, người ta gọi là ngũ phúc lâm môn, tài lộc đến từ năm cửa. Cái thứ ba nữa là chương của bộ bàn ghế thì được đục hai cái con voi cộng với lại những quả đào và những cái cây gậy như ý. Cây gậy như ý gọi là quyền lực, quả đào là trường thọ và con voi là mạnh khỏe trung thành. Thì những cái bộ bàn ghế này là một trong những cái bộ mà cho rất là nhiều phong thủy vào, đặc biệt là cái tay của nó thì bằng gỗ nguyên khối, nó rất là đặc, dày và nguyên cả cục gỗ, nó rất là chắc chắn vừa lục lạc vừa dày dặn và vô cùng là đẹp, được những người nghệ nhân làm rất là kỹ càng, lâu lâu mới có thể xong được. Bàn của nó thì là được đục bằng gỗ rất là dày để đục ra được một bức tranh là trong phong thủy người ta quý giá nhất là thuận buồm xuôi gió hoặc là mã đáo thành công. Cái bàn này đang được đục là thuận buồm xuôi gió, được đục rất là đẹp vừa cẩn thận vừa kỹ càng vừa chu đáo. Thường thường là họ phải đặt một bức tranh như vậy thì mới nên treo lên được, nhưng mà bộ bàn ghế này thì đã có nguyên cả một bức tranh tại nhà, quý khách có thể nhìn ngắm mỗi khi mà đi đâu đó về, hoặc là cái bức tranh thuận buồm xuôi gió nó cũng làm cho phong thủy trong gia đình tốt hơn rất là nhiều. Ở đây là một bộ bàn ghế mà quý khách có thể để ở được ở trong căn phòng khoảng tầm 30 35 mét vuông, từ 25 mét vuông trở lên là quý khách đã có thể kê được rồi, bằng gỗ hương rất là đẹp, kỹ và cẩn thận. Hôm nay với một bộ bàn ghế như ý chân tay 12 bằng gỗ hương nhập khẩu, Hướng Mai xin được giới thiệu với toàn thể quý khách 10 món là 25 mét vuông hoặc 30 mét vuông kê sẽ rất là phù hợp. Xin được gửi lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách. Vừa rồi Hướng Mai vừa giới thiệu được bộ bàn ghế. Quý khách hãy cùng like, comment và đăng ký kênh. Để mỗi khi mà có thông báo thì quý khách sẽ nhận được các video tiếp theo. Xin được gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào.